Em rất muốn xem anh đập Neymar với Messi DLS23. Mong anh sẽ đập hai cầu thủ này. Ok, chào em nhé. Hôm nay thì mình sẽ nâng cấp Lionel Messi và Neymar của bản DLS23 này để xem là chỉ số có thay đổi nhiều so với bản DLS22 không. Và mình sẽ đập luôn con hàng có chỉ số cực ảo đó là Kylie Walker, một RB chỉ số 80. Bắt đầu nhá. Rồi. Và hiện tại thì mình đã tìm ra được Lionel Messi của bản DLS23 đây rồi. Vẫn giữ nguyên chỉ số 86, nhưng mà các chỉ số thành phần thì đã thiết kế lại hết rồi. Đó. Messi vừa rồi thì đã có một năm đại thành công khi mà giành chức vô địch World Cup danh giá. Sắp tới chắc chắn là cũng sẽ được tăng chỉ số trở lại nhá. Sẽ tăng lên 88 hoặc là 89. Như thế sẽ rất là ngon đấy các bạn. Sẽ cùng chờ đợi ở bản update khi mà cập nhật chỉ số của các cầu thủ nhá. Đây là Messi của chúng ta. Chỉ số 86. Chúng ta so sánh với Messi, chỉ số 86 của bản 22 đây. Đó. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy là Messi của bản 23 giảm 3 chỉ số so với bản 22 các bạn nhá. Như vậy thì chỉ số giảm cũng không quá nhiều, không quá đáng kể. Chỉ có điều là nâng cấp thì nó có đẹp được như bản 22 hay không thì chúng ta bắt đầu nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nâng cấp cho 3 dòng. Tốc độ chúng ta 98 và thể lực 91. Đang còn 11 chỉ số nữa thì mới được 3 dòng 100. Mà chỉ số tổng đang là 93. Cũng khá là căng đấy. Tiếp tục đặt một quả fit trắng. Tuyệt vời. Tốc độ chúng ta 99 rồi. Rất tốt luôn. Thể lực lên 92. Tốc độ chúng ta 100. Ok rồi. Giờ còn thể lực và sở chờ. Thử fit trắng tiếp. Và sở chờ mất rồi. Nếu như mà chúng ta đập fit xanh thì sẽ vào thể lực nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ tăng cả sở chờ. Nhưng mà nếu đập fit trắng mà nó cứ vào sở chờ thì lại cũng dễ hẹo lắm. Nên là thôi chúng ta đập fit xanh nhá. Đập fit xanh cho an toàn. Thể lực lên 96. Thể lực lên 98. Messi lên 95 rồi. Ok, và thể lực nó lên 100. Sở chờ thì là 93. Và vẫn đang còn dư một vài phát tech nữa các bạn ơi. Chỉ số đã rất là đẹp rồi đấy các bạn. Chúng ta bắt đầu chuyển tách nào. Ăn nhau ở chỗ này nữa. Vào sót không? Quá tuyệt vời. Cộng 1 lên 91 rồi. Tiếp tục. Tuyệt vời luôn. 92 các bạn ạ. Ngon thế nhỉ. Phát nữa. Mình đập luôn quả tách xanh đi. Tuyệt vời. Quá đẹp. Vào không? 92 cộng 1 lên 94 các bạn ạ. Máy phát tách phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và bán DLS23 Maxi và rất ngon. Nên là các bạn cứ mua về để nâng cấp như bình thường. Nhưng mà có thể các bạn đợi sang bản cập nhật sau, Maxi sẽ ngon hơn nữa. Có thể là 88 hoặc 89. Và chúng ta so sánh với bản DLS22 đây các bạn. Đó. Nhìn thậm chí còn ngon hơn cả bản 22. Rất tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con hàng hot, đó là Neymar của bản DLS23 này. Rất là mừng khi mà vẫn giữ nguyên chỉ số là 84. Nhưng mà khoan, hãy nhìn vào các chỉ số thành phần. Tốc độ 86, tăng tốc 90 và thể lực 70. Toàn bộ đã bị giảm chỉ số rồi các bạn. Và khi chúng ta so sánh với Neymar DLS22 thì chúng ta đánh giá sơ sơ thôi. Đó. Các bạn có thể dùng máy tính để nhấn nhá. Thì Neymar của bản DLS23 giảm 21 chỉ số so với bản DLS22. Quá khủng khiếp. Ôi giời ơi. Đúng là giảm thảm hại luôn các bạn ơi. Neymar này thật ra chỉ có 82 thôi các bạn. Còn bây giờ thì không biết nó sẽ như thế nào khi mà bị giảm tận 21 chỉ số liền. Thì chúng ta bắt đầu nâng cấp nhá. Khá đáng tiếc cho con hàng Neymar. Bắt đầu nào. Quả đầu tiên đã vào sở chờ rồi. Mình thấy Neymar bản 23 đập rất hay vào sở chờ luôn. Đập khá là giống với Ronaldo 96 các bạn ạ. Rất đáng tiếc là phát tích xanh lại vào con và phát. Neymar có vẻ đập đã xấu rồi lại còn đen nữa các bạn. Không ăn thua, không ổn rồi các bạn ơi. Tốc độ và tăng tốc của Neymar thì đã lên 100 rồi. Nhưng mà sở chờ chúng ta đã lên 78 và thể lực thì mới có 76 thôi.
Đập rất hay vào sở trời nhá. Đập sở trời lên tận 83 rồi. Tiếp tục lên 84. Sở trời lên 87. Quá khủng khiếp. Sót lên 88. Sót lên 89 rồi. Sót có lên được 90 không? Vào pass nữa rồi. Quả tích xanh quá đẹp luôn, nổ mà lại còn vào tắc với bác, không vào sót luôn. Và phát cuối cùng tiếp tục vào tắc, đó là lên 52, rất đẹp. Trong khi các chỉ số fit chúng ta cũng rất khó để được qua tầm 100 các bạn nhá. Kiểu này đập Neymar sẽ cực kỳ khó và sẽ xịt. Bạn nào đập được Neymar 3 tầm 100 thì sẽ là cực phẩm Neymar 94 của bản DLS23 đấy các bạn. Các bạn nào mà đang có Neymar của bản DLS22 thì hãy giữ gìn cẩn thận các bạn nhá. Bởi vì bây giờ là một con hàng cực kỳ ngon, đập lên thì vẫn rất là đẹp. Còn Neymar bản 23 này coi như là bỏ rồi. Rất là nhiều con hàng khác ngon hơn, như là Haaland, Robert Lewandowski hay là Karim Benzema, hay thậm chí là Harry Kane, đều ngon hơn Neymar hiện tại các bạn nhé. Khá đáng tiếc với con hàng Neymar của chúng ta. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một con hàng cũng rất là nhiều bạn yêu cầu. Đó là Kenny Walker, chỉ số 80, nhưng mà có chỉ số rất là ảo. Không biết ảo như thế nào. Thì mình sẽ nâng cấp luôn cả Corrado, cũng là một con hàng mới tăng chỉ số lên 80. Cùng chỉ số 80 nhưng mà các bạn có thể thấy là Kelly Walker chỉ số sót thì rất là thấp. Như vậy là ngon nhá, tại vì RB cũng chẳng cần sót để làm gì. Còn Corrado thì sở trờ lại thấp, rất là bất hợp lý. Sở trờ của hậu vệ cánh phải mà lại chỉ có 57, rất thấp luôn, mà sót lại tận 68 liền. Chúng ta bắt đầu nâng cấp nào. Chúng ta sẽ nâng cho 3 dòng 100 trước nhá, hoặc là full fit thì càng ngon. Bắt đầu vào cà phê xanh. Các bạn đã thấy chỉ số ảo chưa các bạn? Từ nãy giờ mình chỉ nâng fit xanh và cả hai con cùng cộng chỉ số như nhau. Nhưng Corrado của chúng ta chỉ số tổng đã lên 86 rồi. Còn Kelly Walker thì mới có 84. Đó, ảo thật sự luôn. Như vậy là chúng ta có Corrado Max thì Kelly Walker sẽ còn dư ra rất là nhiều chỉ số luôn. Đúng là ảo thật. Như thế này thì Kelly Walker khi Max sẽ cực kỳ ngon nhá. Chúng ta tiếp tục nào. Quả fit trắng và Corrado. Tiếp tục. Sao trời. Kelly Walker đã gần được 3 tầng 100 rồi. Kelly Walker bây giờ là 86 và Corrado là 88. Corrado sắp mắc rồi. Nhưng mà nhìn chỉ số của Corrado rất khó đẹp nhá. Như thế này thì rất là khó đẹp. Tiếp tục một phát thích xanh nữa. 89 rồi. Và chúng ta thể lực của Corrado mới có 90 thôi. Như thế này thì Corrado đập xịt các bạn nhá. Không đẹp một tí nào. Còn Kelly Walker của chúng ta đã cực kỳ đẹp rồi. Thể lực chúng ta đã lên 100 và sở trường là 90. Tốc độ và tăng tốc là 100. Bây giờ Kelly Walker của chúng ta có thể nâng full fit thoải mái nhá. Hoặc là chúng ta có thể chuyển tech từ bây giờ. Nếu như mà các bạn muốn chỉ số tech ngon hơn, đắt cao hơn và con cao hơn. Còn Corrado là xịt nhá. Rất là khó đập đấy. Thì mình sẽ bán Corrado đi luôn để nâng cấp cho một mình Kelly Walker, để cho dễ đập hơn. Mình bán lấy cái tách sạch. Rồi chúng ta tiếp tục có tách trắng và tắc tuyệt vời luôn, tắc lên 80. Và con lên 74, rất tốt, và tắc lên 81. Tiếp tục con lên 75. Trời ơi, quả tách sạch. Rất tiếc là vào pass và sót các bạn ạ. Và hai chỉ số mình không mong muốn tí nào. Và tách xanh tiếp theo thì vào pass và con. Và bây giờ thì mới vào tắc. Và lại tiếp tục vào pass rồi. Hơi đáng tiếc nhá. Hai phát tách xanh hơi tiếc. Rồi, phát tách xanh này thì ổn. Tắc của chúng ta đã lên 86 rồi. Và phát cuối cùng không được cộng chỉ số. Đó, và chỉ số cực kỳ ngon luôn. Chúng ta đập Kelly Walker mắc chỉ số được 3 tầng 100. Sở trời 90. Và còn dư rất là nhiều chỉ số cho các chỉ số tách nhá. Các bạn nào nhân phẩm thì ép tắc có thể lên được 90 hoặc cao hơn thì sẽ ngon hơn nữa. Còn mình nhân phẩm bình thường thì tắc 86 do vào pass hơi nhiều. Đó. Nhưng mà chỉ số của Kelly Walker cực ngon, có thể so sánh với con hàng Manolat ngày trước đợt. Cũng là một con hàng chỉ số cực ngon,
khi mà chỉ số chỉ có 80 thôi. Còn đá bán này, KD Walker, tuy chỉ số chỉ có 80 nhưng cũng cực kỳ ngon và chất lượng luôn. Hoặc bạn nào thích đập full fit cũng rất ngon nha. Còn lại các điểm khác các bạn đập vào tech thì vào tắc càng nhiều càng ngon. Rồi, và như vậy là mình đã nâng cấp Neymar, Messi và KD Walker. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group, mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Và các bạn muốn mình nâng cấp cầu thủ nào có thể comment ở bên dưới. Hôm sau mình sẽ thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.